Hoàng Vi xin kính chào quý vị đang đến với chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5 và xin kính chúc quý vị có một ngày an lành. Thưa quý vị, kết cục cho bà Trương Mỹ Lan, bà Trùm bất động sản và nhiều lần chúng tôi nói đó là đàn bà dễ có mấy tay. Khi mà nếu quý vị mà ở Việt Nam á, là ở Sài Gòn, ở Hà Nội, những cái thành phố lớn mà đi vào những cái khu, những cái mảnh đất vàng á, những cái khu đất vàng đó thì đa số là thuộc về bà Trương Mỹ Lan, một thời là cũng là hét ra lửa. Và nay cái kết cục dành cho bà Trương Mỹ Lan trong một bà trùm bất động sản trong cái vụ án mà lừa đảo với số tiền mà lớn nhất từ trước đến nay trong một cái đại án về kinh tế ở Việt Nam lên tới 12 tỷ rưỡi đô la Mỹ thưa quý vị. Và ngày hôm nay tòa ở Sài Gòn đã tuyên án bà Trương Mỹ Lan với cái kết là án tử hình đúng như những gì mà viện kiểm sát đã đề nghị vào cách đây khoảng 2 tuần. Hãng Reuters dẫn thông tin từ báo chí nhà nước cho biết là bà Trương Mỹ Lan là chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị kết tội là tham ô nè rồi hối lộ là vi phạm các cái quy định ngân hàng tại Sài Gòn và trong đó là ngân hàng SCB. Quý vị nhớ là ở cái thời điểm mà bà Trương Mỹ Lan bị viện kiểm sát đề nghị mức tử hình bà đã nói là bà ngủ không được và bà cũng cảm thấy bất ngờ với cái chuyện này. Bà cũng thừa nhận một điều rằng là bà mất có kinh nghiệm mô tê gì ở trong lĩnh vực ngân hàng hết á. Nhưng mà vì đã được nhà nước khuyến khích và nhà nước đó, truyền thông nhà nước đã không có đăng lại những cái lời khai này của bà Lan. Đã khuyến khích bà là đứng ra đi đứng mũi chịu sào rồi sát nhập các cái ngân hàng để tạo thành SCB như ngày hôm nay để rồi bà thao túng và lũng đoạn và chiếm đoạt tiền của người tiêu dùng. Đó là cái lời trần tình của bà Trương, Trương Mỹ Lan và bà vẫn không nghĩ rằng là bà đã làm điều gì sai trái. Nhưng mà tòa thì không nghĩ như vậy thưa quý vị. Trong cái mức án tử hình của bà Trương Mỹ Lan thì nó bao gồm tử hình về tội tham ô tài sản nè, 20 năm tù về tội đưa hối lộ nè, rồi 20 năm tù về tội vi phạm quy định cho vay của các cái hoạt động tín dụng và tổng hình phạt là tử hình. Và ngoài ra bà Lan còn phải bồi thường lại 673.800 tỷ đồng cho số 1.243 khoản vay phiên tòa đã bắt đầu từ ngày 5 tháng 3 trước đây và kết thúc sớm hơn dự kiến. Thì theo Reuters nhận định, đây là một phần chiến dịch chống tham nhũng của ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cam kết là sẽ dập tắt tất cả những cái câu chuyện tham nhũng bởi vì trong câu chuyện này có rất nhiều những cái cán bộ thanh tra của ngân hàng nhà nước đã được bà Trương Mỹ Lan lót tay sơ sơ thôi không có chi nhiêu hết á khoảng chừng 5 triệu đô la Mỹ một lần thưa quý vị thì đây là trong cái chiến dịch đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng Reuters nhận định như vậy mặc dù không có thu được nhiều kết quả rõ ràng và cũng theo Reuters, cuộc đàn áp được mệnh danh là đốt lò đã chứng kiến hàng trăm quan chức nhà nước cấp cao và giám đốc điều hành những cái doanh nghiệp cấp cao đã bị truy tố hoặc là buộc phải từ chức. Thì gia đình của bà Lan nói là bà sẽ kháng cáo bản án này. Đó là một lời tuyên bố của gia đình đã nói với Reuters như vậy. Nhưng không biết như thế nào, bây giờ chỉ biết là bà Lan là nhận án tử hình, chồng bà Lan là ông Chu Lập Cơ bị án 9 năm, con gái của bà Lan là Trương Mỹ Vân lãnh án 17 năm tù. Và đây là cái điều mà bà Lan nói là trong suốt cái thời gian từ ngày mà bị viện kiểm sát đề nghị mức án cao nhất á, tối nào bà cũng trăn trở và bà cảm thấy là không hiểu tại sao bây giờ mình lại đi vô cái con đường này và đẩy cả chồng và cháu của mình đi vô cái con đường tù tội. Đó là cái kết cục của người đàn bà đã từng hét xa lửa ở và là một bà trùm bất động sản ở Việt Nam thưa quý vị. Câu chuyện kế đến là liên trở lại với nước Mỹ. Những cái phiến quân khủng bố ISIS đã đưa ra cái lời tuyên bố xanh rờn và chúng tôi đã gửi đến cho quý vị cách đây không lâu. Và mới đây nhất đây, vào ngày hôm thứ Ba, ông giám đốc FBI là Christopher Ray lại một lần nữa đưa ra cái lời cảnh báo là có vẻ như những phiên quân khủng bố rất là quyết tâm trong việc là sẽ tạo ra những cái trò tấn công nước Mỹ và tấn công cả cái, cái, những cái nước Âu Châu nữa. Vậy thì nước Mỹ chúng ta đã repair như thế nào, đã sẵn sàng như thế nào để mà chống lại đám phiến quân khủng bố này, dập tắt những cái âm mưu đó và quan trọng hơn là bảo vệ an toàn cho người dân của nước Mỹ thưa quý vị. Đó là một cái câu chuyện dài nhiều tập. Chúng tôi đã thưa quý vị là ngay chính cái lời tuyên bố của giới tình báo của FBI mà bị những cái nhà lập pháp bên phía đảng Cộng Hòa mà tung ra cái thuyết âm mưu để mà phản bác. Ví dụ như cô dân biểu Marjorie Taylor Greene, cô nói là ô đây là cái trò của chính phủ đương nhiệm chứ là cái gì của fbi họ làm vậy để làm chi để mà họ mở cửa biên giới cho những cái bọn khủng bố vô gây ra nhiều tội ác của nước mỹ để mà họ muốn thông qua cái đạo luật visa vốn cho phép những cái cơ quan tình báo của mỹ được quyền thu thập những thông tin tình báo của nước ngoài thì đó là cái thuyết âm mưu của dân biểu cộng hòa thưa quý vị nhưng mà nhân nói về chuyện nước mỹ đã làm gì và nước mỹ có sẵn sàng không để mà đối phó với những âm mưu khủng bố sẵn sàng như thế này đây nè thưa quý vị. Mạng xã hội Instagram của Hải quân Mỹ vào ngày hôm thứ tư đã đăng một cái bức ảnh về PR để quảng bá cho những cái hoạt động của bên phía hải quân rồi những cái hoạt động trên tàu, trong đó có hình ảnh vị chỉ huy là ông Cameron Yester của tàu USS John McCain đang cầm súng trường để ngắm bắn nhà đó đã chúng tôi là sẵn sàng đây là chỉ huy của chúng tôi nè, luôn luôn là sâu sát với lại thực địa của mình. Nhưng có một điều thưa quý vị là người dùng trên mạng xã hội đã rất là tinh ý và phát hiện ra là ông Cameron này sử dụng ống ngắm Tricon VCOG nhưng ông lại lắp ngược lên khẩu súng trường thưa quý vị và cái điều này đã bị tờ New York Post chỉ ra. Một số bình luận cũng chỉ ra tư thế và kỹ thuật bắn súng. Ủa di kỳ vậy của ông chỉ huy không giống với tiêu chuẩn của thủy quân lục chiến của Mỹ và vài giờ sau khi phát hiện ra lỗi này, thì Hải quân Mỹ đã gỡ bỏ hình ảnh này ra khỏi cơ sở dữ liệu chính thức của Bộ Quốc phòng, cũng cảm thấy rất là thẹn và ê chề, và đồng thời cảm ơn những người dư luận đó đã chỉ ra được lỗi sai ở ống ngắm súng trường. Và cái nhân vật chỉ huy tàu USS McCain, đây không phải là một con tàu nhỏ thưa quý vị, ông này đã từng theo học trường Hải quân sau đại học, rồi nhận bằng thạc sĩ, rồi bây giờ chỉ huy một cái con tàu rất là lớn nhưng mà lại phạm phải một cái lỗi lầm vô cùng là sơ đẳng như vậy đó cho thấy là dân tình trên mạng xã hội phải nói là họ rất là tinh ý và soi rất là kỹ nhất cử nhất động từng những tấm ảnh thậm chí quý vị nhớ những cái tấm ảnh mà ông trump đó chụp với những cái cử tri da đen vây chung quanh và những cái người ủng hộ ông Trump nói ô gió đã đổi chiều trước đây là cộng đồng da đen là chỉ có bỏ phiếu cho dân chủ thôi mà bây giờ coi nè họ vây chung quanh ông Trump để rồi họ ủng hộ và năm nay 2024 sẽ nhìn thấy là cộng đồng cử tri da đen sẽ đi bỏ phiếu cho ông rất là nhiều nhưng mà dân tình trên mạng xã hội cũng không khó để nhận ra những cái tấm ảnh này là những tấm ảnh fake và đã được trí tuệ nhân tạo AI đã tạo ra thưa quý vị. Đó là những để mà chúng ta thấy là đừng có coi thường dư luận trên mạng xã hội họ rất là tin. Và Nhân nói về cái ý là nước Mỹ đã làm cái gì để mà chuẩn bị đối phó với những cái thế lực khủng bố đòi mà tấn công vô nước Mỹ. Một trong những cái việc đầu tiên là phải đi đầu đón gió để nhận được những cái tin tình báo để mà chuẩn bị thì vào ngày hôm thứ tư thưa quý vị tại Quốc hội đó ở Hạ viện những nhà lập pháp bên phía Đảng Cộng hòa đã đưa ra cái đạo luật FISA theo đó là cho phép cái cộng đồng tình báo được quyền thu thập những cái thông tin tình báo của các cái đối tượng tình báo rồi cả những cái tổ chức mà họ nghi là có những cái âm mưu về khủng bố đó nói chung là được quyền thu thập thông tin tình báo của những cái tổ chức nước ngoài nhưng mà nếu như trong lúc mà thu thập tình báo đó mà có dính dáng tới công dân Mỹ mà có trao đổi qua lại thì cái giới tình báo của Mỹ cũng được quyền thu thập cái cơ sở dữ liệu của người Mỹ luôn mà không cần phải thông qua cái trác đòi không cần phải thông qua cái sự cho phép của quốc hội thì đó là cái tinh thần của đạo luật FISA là giúp cho giới tình báo được hoạt động một cách tốt hơn ở trong những cái khu vực bây giờ đang rất là nhạy cảm trên thế giới hiện nay với những cái xung đột về chính trị. Nhưng mà những nhà lập pháp bên phía Đảng Cộng hòa đó có 19 vị dân biểu bên phía Đảng Cộng hòa đã phản đối cái dự luật này với lý do họ nói rằng á, là không được làm như vậy á, là không có bảo vệ cho người dân Mỹ nếu mà tình báo mà muốn thu thập thông tin của người dân Mỹ thì phải xin phép quốc hội mới được làm cái chuyện đó và họ đã bác bỏ cái chuyện là không có đưa cái visa này ra để mà tranh luận và trong khi đó thì tuần sau thì cái đạo luật visa này nó đã chuẩn bị là nó expire rồi thưa quý vị và nếu như thực sự để cho nó hết hết hạn thì chắc chắn là cộng đồng tình báo của Mỹ sẽ bị bó tay bó chân. Và nó dẫn đến cái chuyện là ngay chính ông chủ tịch Hạ viện là một người Cộng hòa ông Mike Johnson, ông đã gặp khó ngay chính trong đảng Cộng hòa của mình có 19 vị dân biểu đã cùng với bên phía dân chủ và bỏ phiếu chống cho cái câu chuyện này. Nhưng mà thực sự là sâu xa cái cơ bản vấn đề có phải thực sự là 19 vị dân biểu Cộng hòa này, trong đó có bà Marjorie Taylor Greene đang phản đối ông Mike Johnson một cách dữ dội đó? Có phải là họ vì cái 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 chung không? Có phải là vì họ vì những cái hoạt động tình báo hay không? Câu trả lời là không thưa quý vị, là bởi vì chỉ có vài giờ trước khi mà đưa ra để mà bỏ phiếu cho cái đạo luật visa này đó thì thái thượng hoàng của đảng cộng hòa là cựu tổng thống Trump đã gầm lên trên trước social và đưa ra cái lời chỉ thị như thế này nè. Kill visa, giết cái đạo luật visa này đi. Bởi vì nó rất là bất hợp pháp, nó cho nó đã từng được sử dụng bất hợp pháp để chống lại tôi, chống lại cái chiến dịch tranh cử của tôi, và vì vậy không nên để cho cái đạo luật FISA này tồn tại. Và vì một cái sự chỉ thị đó đã đưa ra, cho nên các cái vị dân biểu 19 vị bên phía Đảng Cộng hòa cũng nhất nhật nghe theo. Chúng tôi không có đoán mò, hãy nghe lời giải thích của dân biểu Anna Polina Luna là một thành viên của Đảng Cộng hòa đại diện cho tiểu bang Florida. Bà nói rằng là cựu tổng thống trump đã có một cái lời tuyên bố rất là mạnh mẽ về chuyện này và vì vậy chúng tôi phải nghe theo thì đó đó là vì cái lý do đứng đằng sau của những chuyện là các cái dân biểu đảng cộng hòa đã bỏ phiếu chống như vậy nhưng mà ông cựu Bộ trưởng tư pháp Bill Barr là một người đã từng rất là trung thành với ông Trump. Ở dưới thời của ông Trump đó, ông Bill Barr ngay lập tức đăng đàn và nói rằng á, là cái chuyện này á, cái chuyện mà phủ quyết cái đạo luật này nó rất là nguy hiểm, nó rất là crazy và không có thận trọng một tí và và nó vì cái bản thân của ông Trump nhiều hơn là vì cái chung của đất nước. Ông Bill Barr cũng nói là blood Máu sẽ ở trong tay của những người này là bởi vì sao khi mà cái đám khủng bố bây giờ nó đang ngoi lên và nó đang tìm nhiều cách để nó xâm nhập vào nước Mỹ và gây ra những cái trò khủng bố trong nước Mỹ mà bây giờ lại chẳng đứng một cái công cụ cho phép tình báo được quyền thu thập thông tin ở nước ngoài như vậy á thì đây là một cái trò rất là ngu xuẩn, vẫn theo lời ông Bill Barr, cái chuyện mà ông Trump á mà chống đối cái đạo luật visa này nó có liên quan đến vụ năm 2016 là một trong những cái giới chức trong chiến dịch tranh cử của ông Trump là Carter Page đã bị lực lượng tình báo người ta theo dõi là bởi vì quý vị nhớ năm 2016 có những cái nghi ngờ và dẫn đến cái cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller và đã đưa ra kết luận rằng là có chuyện Nga can thiệp vào cuộc bầu cử của Mỹ và Robert Mueller đã nói là không đủ cái cơ sở để cho thấy là chiến dịch tranh cử của ông Trump là có kết hợp với Nga nhưng chuyện là có Nga có can thiệp vào cuộc bầu cử của nước Mỹ và trong cái quá trình điều tra đó họ đã thu thập những cái thông tin của chiến dịch tranh cử của ông Trump và cụ thể là ông Carter Page nó dẫn đến ông Trump ôm một mối hận như vậy đối với cái dự luật visa này nhưng mà ông Bill Barr nói đó là cái đạo luật visa này nó không có liên quan gì đến cái hoạt động điều tra năm 2016 đó hết đó cho nên chuyện ông Trump phản đối cái đạo luật visa nó hoàn toàn nó mang tính chất cá nhân chứ nó không có vì không có vì cái cục diện chung của đất nước và bây giờ trói tay trói chân lực lượng tình báo sẽ làm cho nước Mỹ bị mù loa đi bị làm làm cho những cái đồng minh của mỹ mà cung cấp thông tin tình báo cho mỹ cũng là bị che mắt bị bịt mặt luôn và đây sẽ là một tổn hại rất là lớn và đây nữa thưa quý vị, cũng liên quan đến những cái thông tin này thì chúng tôi đọc được nhận định của ông cựu giám đốc CAA là ông John Brennan. Chắc chắn mà những ai mà ủng hộ ông Trump sẽ không hài lòng khi nghe thấy, nhưng mà xin lỗi, đây là lời nhận định của cựu giám đốc của CAA là ông John Brennan. Ông nói rằng ông Trump ở cái thời điểm ông ấy đắc cử làm tổng thống nhiệm kỳ 1, ông ấy đã không có qualify không có đủ phẩm chất để mà làm tổng thống và lãnh đạo nước Mỹ. Và ở thời điểm này, cũng theo lời cựu giám đốc CIA John Brennan, ông Trump cũng không đủ luôn. Ông nhắc lại, ông 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 John Brennan nhắc lại cái sự kiện năm 2017, lúc mà cộng đồng tình báo đang ngồi briefing là tóm tắt lại và báo cáo lại cho ông Trump những thông tin tình báo. Và có vẻ như ông ấy hoàn toàn không có tin tưởng đến tình báo của Mỹ. Mà ông ấy chỉ tập trung và hỏi xoáy đi xoáy lại cái câu như thế này. Tại sao tình báo Mỹ lại có thể có được những thông tin về Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ? Và bằng cách nào có được những cái câu chuyện này? Và có vẻ như ông Trump rất là hoài nghi những cái thông tin này. Ông John Brennan nhắc lại cái sự kiện đó để rồi đi đến cái kết luận rằng là ngay chính người lãnh đạo, người đứng đầu của nước Mỹ như ông Trump đã không tin vào chính cái lực lượng tình báo của mình thì đó là một cái tổn thức rất lớn cho cái ngành tình báo và bây giờ cũng theo lời John Brennan ông không nghĩ rằng ông Trump đủ cái phẩm chất để mà lãnh đạo nước Mỹ trong nhiệm kỳ 2. Xin thưa quý vị, tất cả những thông tin liên quan đến tình báo và nhất là nước Mỹ đang đặt vô một cái trạng thái là báo động cao về chuyện là phiến quân IS đang thực hiện chuẩn bị những cái âm mưu và kế hoạch tấn công vào nước Mỹ. Và Hoàng Vi xin phép được trở lại sau ít phút dành cho thương mại Hoàng Vi xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5. Thưa quý vị, chúng ta nhìn qua châu Á một chút với lại cái cuộc bầu cử ở Nam Hàn. Thì đảng quyền lực nhân dân cầm quyền của Tổng thống Nam Hàn hiện nay là ông John Suk Yeol đó đã thất bại một cách phải nói là thảm hại trước phe đối lập trong cuộc bầu cử quốc hội diễn ra bắt đầu từ ngày 9 kéo dài cho đến ngày 10 tây tháng 4. Và kết quả này đã khiến cho ông Tổng thống Nam Hàn trở thành tổng thống Nam Hàn đầu tiên trong vòng mấy thập niên vừa qua phải sắp tới đây phải lãnh đạo đất nước đó mà ở quốc hội đó là do đảng đối lập nắm giữ quyền lực và nó sẽ đẩy cho ông tổng thống của Nam Hàn vô một cái thế rất là khó khi mà những cái chương trình nghị sự của ông á, mà đưa ra quốc hội á, là phần nhiều là sẽ bị bác bỏ bởi phía đảng đối lập và chắc chắn là cái sự lãnh đạo của ông dân sức vô trong thời gian sắp tới sẽ vô cùng là khó khăn. Nhưng mà tại sao, tại sao mà đảng cầm quyền của ông tổng thống nam hàn hiện nay lại rơi vô một cái thất bại thảm hại trong bầu cử quốc hội kỳ này thưa quý vị là nó có những cái bê bối nó có những cái scandal liên quan đến ông jun xảy ra trong suốt cái thời gian vừa qua khi nhắc đến tổng thống thì chắc chắn là quý vị nhắc nhớ đến cái sự kiện cái scandal liên quan tới bà đệ nhất phu nhân kim con hy diễn ra là vào hồi tháng 11 năm ngoái bê bối liên quan đến cái chiếc túi sách Dior đó thưa quý vị và người ta dán nhãn khi mà nhắc tới tổng thống Jun, thì người ta sẽ nhắc tới bà đệ nhất phụ đệ nhất phu nhân Kim Jong Ki và nhắc tới cái bê bối Dior Quý vị nhớ là vào hồi tháng 11 chúng tôi cũng có đưa tin có một cái kênh YouTube có tên là Voice of Soul. Họ tung ra một cái đoạn clip cho thấy là bà đệ nhất phu nhân có nhận một cái chiếc túi sách đắt tiền mà hơn 2.000 đô la Mỹ từ một mục sư người Mỹ gốc Hàn. Và chủ tài khoản kênh YouTube này mới đệ đơn và khiếu nại lên cơ quan công tố của Nam Hàn và cáo buộc là vợ chồng Tổng thống Yun đã vi phạm đạo luật chống tham nhũng. Bởi vì sao? Luật pháp của Nam Hàn cấm những giới chức vợ và vợ hoặc chồng nhận bất kỳ món quà nào trị giá hơn 750 đô la Mỹ. Cái tấm hình mà quý vị thấy hồi nãy về đệ nhất phu nhân, á, quý vị nhớ là bà uh, đã từng đến Việt Nam và phải nói là gây bão và dân tình nứt lòng luôn khi mà nhìn thấy những hình ảnh của đệ nhất phu nhân mà mặc áo dài truyền thống của Việt Nam rất là thước tha và nền nã và xinh đẹp. Dân tình Việt Nam hiện nay là rất là yêu thích bà đệ nhất phu nhân này. Thì có gắn liền với cái scandal, cái giỏ Dior. Và ông Tổng thống vào hồi tháng 2 đã bác bỏ cái video này và cho rằng đây là một cái âm mưu chính trị để mà nhắm vào vợ mình và sâu xa hơn. Đó, đây là xin cảm ơn ban kỹ thuật. Đây là hình ảnh của bà đệ nhất phu nhân Nam Hàn đã tới Việt Nam mặc áo dài rồi ngắm hoa sen và làm nức lòng dân tình ủng hộ Việt Nam luôn. Và ông bản thân ông tổng thống Yoon cũng là một đồng minh vô cùng thân cận với lại ông tổng thống Biden. Và hồi năm ngoái đó là ông Yoon đã đến Mỹ rồi cũng được tòa Bạch Ốc thiết đại yến tiệc giống như những gì mà tòa Bạch Ốc đang dùng để mà thiết đại ông thủ tướng Kishida của Nhật trong những ngày này đây thưa quý vị và bây giờ sóng gió nó đang ập đến cái sự nghiệp chính trị của ông Dùn thì ở cái thời điểm mà xảy ra cái scandal cái túi sách Dior đó ông nói là đây là một cái âm mưu chính trị nhắm vào ông sâu xa hơn là nhắm vào để mà hạ bệ ông nhưng có một điều như thế này nè bà đệ nhất phu nhân không hề lên tiếng và từ đó là bà cũng không xuất hiện trước công chúng từ hồi tháng 12 năm 2023. Mặc dù dân tình nói rằng thôi bây giờ bà bước ra ánh sáng đi, bước ra công luận, nói một cái điều gì đó hay là thậm chí là xin lỗi cũng được. Nhưng mà không phân trần, không thanh minh thanh Nga và để cho người dân nó trong một cái đám mây mù như vậy. Và nó là một trong những cái giọt nước đã gây ra, đã làm tràn ly và gây ra cái thất bại của đảng cầm quyền của ông Dương ngày hôm nay câu chuyện thứ hai mà những ngày vừa qua chúng ta thấy đồng loạt những cái thông tin thời sự về Nam Hàn đó là những cuộc đình công của các các bác sĩ nội trú. Quý vị nhớ là từ bác sĩ thực tập nè rồi bác sĩ nội trú nè, rồi cả những vị giáo sư y khoa hàng đầu của Nam Hàn đã thực hiện những cái cuộc đình công để cho những cái bệnh viện lớn của Nam Hàn rơi vô cảnh là vườn hoang nhà trống khi mà hàng loạt những cái cuộc phẫu thuật đã được lên kế hoạch nhưng mà bây giờ bác sĩ thì bận đi biểu tình ở bên ngoài lý do vì sao họ đi biểu tình là vì họ không có đồng ý với cái chính sách là cứ tăng cái chỉ tiêu tuyển sinh của trường y của chính phủ đương nhiệm họ nói là mỗi năm cứ tăng như vậy nè rồi tuyển đầu vô một cách ào ạt như thế này nè thì nó không có bảo đảm được cái phẩm chất của đầu vô rồi các cái trường sẽ đào tạo cũng không đủ nữa không cái đủ phẩm chất để mà những người y bác sĩ đó cầm cái con dao mổ mà hoạt động trong cái ngành y và đó là lý do là họ thực hiện những cái cuộc đình công vô cùng lớn trong trước cái kỳ bầu cử như vậy thưa quý vị. Ông tổng thống Yun cũng đã có gặp những cái giới y khoa rồi cũng có xoa dịu rồi vỗ về nhưng cuối cùng cũng không đạt được bất kỳ một cái thỏa thuận nào hết thì đó là cái giọt nước rất là lớn làm tràn cái ly trước cái cuộc bầu cử. Nhưng mà có lẽ là cái giọt nước cuối cùng á thưa quý vị, nó làm cho cái cốc những cái lá sự ủng hộ của cử tri đối với ông Tổng thống á Coi như là nó vỡ toan luôn Đó là cái phát biểu của ông Jun Nó không phải gì về cái chiến dịch trấn áp tham nhũng Hay là về cái chuyện là cải tổ ngành y gì cho nó sâu xa Mà chỉ vì cái phát ngôn của ông liên quan đến hành lá thôi Cái cộng hành lá thôi thưa quý vị Là bởi vì vào hồi đầu tháng 3 Ông có đến thị sát tại một cái khu chợ ở Seoul Rồi ông đến một cái quầy hành cầm một cái bó hành lên và nói ô oh, cái bó hành mà giá cỡ chừng có 875 won là tương đương khoảng chừng 65 sen uh, tiền Mỹ đó thưa quý vị ô oh, giá bó hành như vậy là nó quá hợp lý nhưng mà sau đó đó phe đối lập đã nhanh chóng chỉ ra rằng no 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 thưa tổng thống giá cái bó hành ở cái khu chợ ngay chính cái nơi mà ông đã đứng đó nó cao gấp 3 gấp 4 lần và bởi vì trước khi ông đến đó cái cái ban quản lý của chợ đó đã hạ giá xuống để giá sale để cho ông cầm cái nó lên rồi ông nói rằng là ô cái nước nước Nam Hàn dưới cái sự quản lý của ông đó giá cả nó quá hợp lý đi chứ và cụ thể nó thể hiện ở cái bó hành nhưng mà thực tế là giá nó cao gấp 3 gấp 4 lần như vậy và từ đó về sau đảng đối lập đã sử dụng cái lời phát biểu của ông liên quan đến cái giá hành lá như thế này để làm thông điệp chính trị tấn công ngược lại chính đương kim tổng thống và họ cho là đó là ông làm quả ở tổng thống kiểu gì mà ông không có biết về cái đời sống kinh tế ông không biết gì về những cái khó khăn mà người dân Nam Hàn đang phải trải qua và thậm chí thưa quý vị khi mà đi bỏ phiếu trong ngày 9 và ngày 10 vừa qua đó nhiều cử tri đối lập không có ủng hộ ông đương kim tổng thống họ đã cầm những cái bó hành đi tới những cái phòng phiếu tới mức độ mà ủy ban bầu cử của Nam Hàn phải cấm không có cho cầm hành tới bỏ phiếu là bởi vì đây là một cái hành động can thiệp vào cuộc bầu cử và nó diễn ra kết quả là ngày hôm thứ tư đó Nam Hàn tuyên bố là coi như là bắt giữ gần 17 18 ngàn người vì đã có những cái hành động là can thiệp vào cuộc bầu cử bằng những cái âm mưu khác nhau chứ không chỉ là cầm thành lá nhưng mà để cho thấy là cái cuộc bầu cử vừa rồi bầu cử quốc hội đó nó rất là nhiều những cái kịch tính và cái kết quả cuối cùng không khó để cho những cái chuyên gia quan sát về tình hình thời sự về tình hình chính trị của Nam Hàn nhận ra được cái kết quả tất yếu của cái chính quyền của tổng thống Yoon và nó dẫn đến là vào ngày hôm thứ tư thưa quý vị, thủ tướng nè, rồi những cái người tay chân trong nội các của ông tổng thống đó đều đồng loạt từ chức và nó một lần nữa là sẽ đặt cái nhiệm kỳ lãnh đạo 5 năm của ông tổng thống Yoon trong thời gian sắp tới vô cùng khó khăn. Và xin lưu ý một lần nữa tổng thống Yoon chính là một đồng minh vô cùng thân cận với ông Biden. Và Nhân nói về chuyện giá cả về đời sống đó thì vào ngày hôm thứ Tư Chắc có lẽ là quý vị cũng đã biết là những cái thành quả về kinh tế của ông Biden á, trong suốt cái thời gian từ hồi cuối năm ngoái cho tới năm nay là nhận được toàn là những, những tin tức tốt đẹp về kinh tế. Cho nên chúng tôi nhiều lần thưa là đảng Cộng Hòa đó quý vị để ý là thời gian vừa rồi họ không dùng kinh tế để mà họ tấn công ông Biden nữa, mà họ dùng vấn đề về khủng hoảng di dân, về tội phạm trong nước Mỹ để mà tấn công ông Biden. Nhưng mà niềm vui chẳng tày gan. Khi mà vào ngày hôm thứ Tư, Bộ Lao động vừa công bố là ô ô ô, lạm phát của nước Mỹ bây giờ lại tăng lên 3.5%. Và nó sẽ làm cho những nhà đầu tư và cả người dân Mỹ sẽ rất là thất vọng. Bởi vì đang chờ là lạm phát thì giảm, thì ngân hàng trung ương đó sẽ giảm cái lãi suất hiện nay cao nhất trong vòng 20 năm ở nước Mỹ rồi thưa quý vị. Lạm phát đã tăng 3.5% và nó có nhiều nghịch lý lắm bởi vì nền kinh tế của nước Mỹ trong thời gian qua thì quý vị thấy là thị trường lao động thì vẫn vững chắc, dân tình vẫn có job và vẫn có thu nhập và họ vẫn mua sắm, vẫn đi travel và họ vẫn than là lời cái vật giá vẫn cao nhưng mà họ không tiếc tay tiêu tiêu tiền và chuyện đó nó đã đẩy cái lạm phát lên cao và đó là câu chuyện ở nước Mỹ nhưng bây giờ mình thử thu nhỏ trong nam California là khu vực ngay nơi chúng ta đang sinh sống đây thưa quý vị local ở đây thì nam California quý vị có biết không Orange County Register họ vừa công bố là lạm phát của nam California đó nó còn cao hơn cái mức lạm phát cả nước nữa nếu như cả nước là 3.5% thì ngay vùng nam California này đây nè, lạm phát đã lên 4% vào hồi tháng 3, hồi tháng 1 nó là 3.1% nhưng mà vào hồi tháng 3 nó là 4% thưa quý vị. Thì um, nhiều người còn lạc quan tế còn nói ôi như vậy nó vẫn còn tốt lắm. Bởi vì năm 2022 đó lạm phát ở Nam Cali lên tới 7.9%, giờ 3.5% vẫn còn tốt lắm. Không, nó không tốt đâu. Và chính vì điều đó nó sẽ làm cho cử tri sẽ quay trở lại concern một quan tâm một lần nữa. Đó là vấn đề về kinh tế. Dẫu cho có nhiều yếu tố tác động đến lạm phát như chúng tôi nói với quý vị. Chính ông Biden nhiều khi ông cũng frustrated, ông tức giận lắm. Ông nói là tại sao các cái khu chợ, các cái tập đoàn bán lẻ đó, họ đã họ đã trong cái 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 hồi mà đại dịch đó, thì cái chuỗi cung ứng hàng hóa nó bị đứt gãy cho nên nó đẩy cái giá hàng hóa lên thì thôi đồng ý mà bây giờ mọi chuyện nó đã qua những cái chuyện logistic là chuyện vận chuyển hàng hóa rồi nó đã trở lại bình thường nhưng mà các cái tập đoàn họ cũng không hạ giá xuống thậm chí một ly Starbucks thưa quý vị nó cũng không liên quan gì đến cái lạm phát bây giờ mà cũng cũng rụt rịch rụt rịch để tăng giá lên và đó là lý do mà chúng ta đang nhìn thấy là giá cả hàng hóa trong nước mỹ nó tăng nhưng mà ở nam california đó thưa quý vị những chuyên gia kinh tế nói đó cái lạm phát nó tăng như vậy nó không phải là ở cái hàng hóa mà nó tập trung ở cái giá dịch vụ người dân nam california phải trả cho giá dịch vụ rất là cao dịch vụ mà chưa kể cái tiền thuê nhà nhé. Nếu mà bỏ tiền thuê nhà vô thôi thì thật sự là nightmare. Quý vị biết là mua nhà ở California nhiều lần chúng tôi nói đó là nightmare. Mà đi thuê nhà ở California thì nó cũng là ác mộng đêm hè. Bỏ cái vụ mà thuê nhà qua bên đi bởi vì ai cũng biết là nó rất là cao và đó là một cái khoản chi tiêu chính. Những cái dịch vụ khác Ví dụ như là đi ăn ở ngoài nè, rồi đi xem phim nè, rồi giá của những cái vé máy bay, giá những dịch vụ, cái gì cũng tăng ấp ấp ấp. Hoàng Vi đọc những cái mục uh, những cái số liệu đó, nó toàn ấp 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 không có một cái nào nó giữ ở, ở, chiều ngang hoặc là nó giảm cho người dân nhờ. Và đó chính là lý do mà cái đời sống của Nam California, thưa quý vị, nó rất là tăng. Cái chi phí đời sống cost of living ở Nam California là tăng 4.3% trong tháng 3 và một lần nữa nó làm cho nhiều người dân Cali rất là tháng nó là trời ơi chi phí đời sống cao quá, đời sống cao quá nhưng mà ai cũng thích ở lại California thưa quý vị. dĩ nhiên, dĩ nhiên chúng tôi không nói rằng là không có chuyện là có một cái làng sống người ta đổ xô, người ta rời California mà đi. nhưng bên cạnh đó cũng có một cái dòng người đã từ những cái tiểu bang khác đi đến California. chắc chắn phải có một lý do mà California dù đời sống đắt đỏ như vậy mà nó vẫn đông đúc như vậy thưa quý vị thì có công bà mình nói là đất lành chim đậu bởi vì yếu tố về thời tiết bởi vì công ăn việc làm và nó tạo thành những cái một nhiều mặt của đời sống california thì nhân nói về chuyện là ở california người ta rời đi đó thì bây giờ chúng ta nhìn vào một cái bức tranh lớn hơn thưa quý vị chúng tôi đọc được trên newsweek một bài báo và cả cnbc nữa một cái tổ chức có tên là Henley and Partners là chuyên lo về những cái visa dành cho giới giàu sủ trong nước Mỹ đó. Họ nói là đang có một cái xu hướng là những cái giới nhà giàu của nước Mỹ đang bắt đầu tính toán để làm sao phải có được cái visa thứ hai ở thứ ba những cái hộ chiếu thứ hai thứ ba để mà họ đi đến họ rời nước mỹ mà họ trong một cái hoàn cảnh nào đó thì họ sẽ có thể tìm được một cái nơi để mà trú ẩn an toàn hơn và thoải mái hơn đó là cái làn sóng mà người dân mỹ hiện nay những người giàu nha đang tính toán đến thưa quý vị lý giải về điều này thì công ty henley partner nói với cnbc á, là bởi vì thứ nhất là đây là cái giới giàu sụ và họ nhìn thấy là cái tình hình về phân cực quá rõ ở trong nước Mỹ và với những cái sự bất ổn ở trong nước Mỹ hiện nay trong khi đó thì họ có tiền mà và họ chắc chắn là họ phải làm thành cái portfolio những cái hộ chiếu của mình đó, nó phải đa dạng nó phải phong phú cho nên khi mà có tiền thì tội gì không tìm đến những cái điểm đến mà nó thoải mái hơn mà nó an toàn hơn kể cả cái chuyện đầu tư của họ thì những cái điểm đến mà giới nhà giàu của Mỹ nhắm nhía đó thưa quý vị là Bồ Đào Nha nè Tây Ban Nha nè rồi Ý nè thì đó là những cái nơi mà và cả ai cập nữa là những cái nơi mà hy lạp xin lỗi hy lạp là những cái nơi mà giới giàu sự của nước mỹ tìm đến nhưng mà không phải chỉ có giới nhà giàu đâu thưa quý vị à, và cả cái giới mà thành phần dân mỹ một cách rất là bình thường á, cũng đang nhắm nhía đến cái chuyện là tìm kiếm một cái địa điểm khác để ngoài nước mỹ sinh sống một cái cuộc khảo sát ngay từ đầu tháng 4 của trường đại học monmouth university đã công bố là một phần ba những người mỹ mà được hỏi đó thì họ nói là họ cũng muốn rời nước mỹ mà đi bởi vì sao bởi vì nước mỹ bây giờ bị chia sẻ quá nhiều những cái xung đột về chính trị quá nhiều rồi thậm chí là cái đời sống nó quá là stress đi nó quá áp lực họ muốn tìm đến những cái nơi như là bắc âu đó, có cái đời sống nó dễ dàng nó thoải mái hơn có một chi tiết là nước mỹ quý vị cứ nghĩ rằng là anh cả trên chính trường thế giới thì cái hộ chiếu của mỹ sẽ là cái hộ chiếu quyền lực lắm nhưng mà không thưa quý vị nước mỹ chỉ thép thứ sáu trong những cái top những cái nước hàng đầu mà cái cuốn hộ chiếu nó có giá trị mà thôi năm nước hàng đầu là pháp nè đức nè ý nè Nhật nè, Singapore nè là được người dân mà có cái cuốn hộ chiếu của những nước này đó là được quyền đi đến 194 nước khác mà không cần visa. Mỹ xếp thứ sáu, Mỹ chỉ được đi đến 189 nước khác mà không cần visa mà thôi nói tóm lại là đang có một cái xu hướng người giàu mỹ thì cũng đi tìm những cái nơi đến khác an toàn hơn thoải mái hơn bớt stress hơn bớt cãi vã về chính trị hơn và trong khi đó những cái thành phần bình thường người dân mỹ một phần ba thì cũng những người được hỏi thì cũng nói là họ có cái ước muốn tương tự trong bối cảnh là Cả trăm ngàn người đang đổ xô vào biên giới của nước Mỹ chỉ mong tìm được một tấm vé thôi để mà được đặt chân vào nước Mỹ để sinh sống thì cũng có một cái xu hướng là những người dân Mỹ muốn rời đất nước mà đi. Và Hoàng Vi xin phép được trở lại sau ít phút dành cho thương mại. Hoàng Vi xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5. Và khi nãy như chúng tôi có nói ở phần 2 đó một cái câu trích lại ông bà mình chép miệng hay nói niềm vui chẳng tài gan thưa quý vị là bởi vì cựu tổng thống Trump quý vị nhớ là hai tuần trước đây đó ông phải nói là rất là vui là vì đã được lọt vô bảng xếp hạng 500 người giàu nhất thế giới của Bloomberg. Nhưng mà đến tính đến ngày 11 tháng 4 thưa quý vị khi mà đóng kết ngày lại đó thì Bloomberg lại đưa ra một cái bản thống kê và cho thấy là ông Trump không còn nằm trong danh sách là 500 người giàu nhất trên thế giới nữa và lý do vì sao thưa quý vị, bởi vì giá cổ phiếu của Trump Media là công ty mẹ đứng đằng sau cái mạng xã hội Truth Social mà cựu tổng thống dùng mỗi ngày để mà chỉ trích cả thế giới đó thì công ty này đã bị giá cổ phiếu đã giảm mạnh trong suốt cái tuần trước cho tới nay thưa quý vị. Với ví dụ như ngày 5 tháng 4 là giảm 12% rồi đến ngày 8 tháng 4 giảm tiếp 8% và khi mà vừa mới lên sàn Nasdaq quý vị nhớ không các cái nhà giao dịch đã điên cuồng mua rồi bây giờ họ bắt đầu bán ra. Rồi vào ngày 9 tháng 4 sau khi tăng lên chút xíu thì đến ngày 10 tháng 4 lại lao dốc và kết thúc ngày 10 tháng 4 là giá cổ phiếu bị giảm 8.6%. Bây giờ còn có 34 đô la Mỹ cho một cổ phiếu. Cái ngày mới bắt đầu trình làng thưa quý vị đã bị đẩy lên tới gần 70 đô la Mỹ cho một cổ phiếu và bây giờ rớt xuống còn có 34.26 đô la Mỹ cho một cổ phiếu như vậy là đã giảm hơn 50% kể từ mức đỉnh vào cuối tháng 3 và cũng chính vì cái sự trồi sụp như thế này nè cái cổ phiếu của trump Media đã đưa ông trump đẩy cái tài sản của ông trump lên là vào trên 6 tỷ đô la Mỹ là bởi vì cựu tổng thống là nắm trong tay 60% cổ phần với 78 triệu cổ phiếu thì cho nên bây giờ cái tài sản của ông được đẩy lên là 6 tỷ đô la Mỹ và ông được xếp vô danh sách là 500 người giàu nhất thế giới. Nhưng mà bây giờ khi mà nó giảm như vậy đó thưa quý vị thì tài sản của ông Trump chỉ còn có 4.6 tỷ đô la Mỹ thôi và Bloomberg xếp ông mới là giàu thứ 696 trên thế giới chắn là ông Trump không vui nhiều lần lắm ông Trump và những cái lần mà ông không được tạp chí Time bình chọn là người quyền lực nhất trên thế giới nè rồi có ảnh hưởng trên thế giới nè hay là những cái tạp chí Forbes hay là những tạp chí Bloomberg như thế này mà không xếp ông vô bảng xếp hạng thì cái ego của ông mới chắc chắn là ông sẽ không có hài lòng về cái chuyện này nhưng mà nhân nói đến chuyện tiền bạc thì vào ngày hôm thứ tư đó, cựu tổng thống Trump đã đến Georgia thưa quý vị để gặp gỡ những cái thượng nghị sĩ như là David Perdue, uh, Lovely uh, Kelly Loeffler là những cái vị thượng nghị sĩ bên phía Đảng Cộng hòa tiểu bang Georgia cũng như là một số những cái nhà tài trợ nhà tài trợ ngay tiểu bang này để mà vận động để mà ủng tiếp tục ủng hộ cho chiến dịch tranh cử của ông cũng như là đảng cộng hòa nhưng mà mặc dù là đi gây quỹ như vậy đó nhưng mà ông trump đã có cái lời tuyên bố ông nói như thế này nè là chiến dịch tranh cử của ông và kể cả đảng cộng hòa nói chung không có cần tiền đâu, không có cần những cái tiền như bên phía đảng Dân Chủ cần. Ông bắt đầu bằng cái câu tuyên bố là bên phía Dân Chủ, mọi người nhìn đi, tôi đâu có cần hai cựu tổng thống đứng kế bên tôi. Tôi đứng có mình ơn à, mà tôi gây quỹ được 50 triệu đô la Mỹ trong cái sự kiện tại Malago vừa rồi chúng tôi đã thưa ông Biden cần cái sự xuất hiện của hai cựu tổng thống Bill Clinton và Barack Obama bên cạnh gây quỹ được 26 triệu đô la Mỹ. Tôi đứng mình ơn à, tôi cũng đâu có cần minh tinh đâu. Mặc dù thưa quý vị cái lời thừa nhận này của ông Trump nếu mà chúng ta nghe kỹ á, chúng ta thấy là thoảng trong hơi gió nó có điều xót xa là bởi vì tại sao thưa quý vị ông Trump lại không có bất kỳ một những cái giới chức hay là chính trị gia cao cấp nào ủng hộ ông, ngay cả ông là một tổng thống Cộng Hòa. Vì tại sao ông cựu tổng thống Cộng Hòa là ông George Bush, đó, ông Bush con đó hiện đang còn sống và đang sức là khỏe mạnh, cũng không ủng hộ ông. Tại sao ông cựu phó tổng thống Mike Pence, người đã từng rất phục tùng ông Trump, cũng không ủng hộ ông? Và tại sao những cái minh tinh mà có những cái tiếng nói gây ra cái sự ảnh hưởng rất là lớn ở trong nước Mỹ cũng không ủng hộ ông? Và cho nên ông nói là tôi không cần ai hết. Một mình tôi, tôi vẫn gây quỹ được là 50 triệu đô la Mỹ. Thực sự chúng tôi đã nói với quý vị đây đúng là cũng là một cái thành tích đáng nể. Nhưng mà hãy nghe ông nói gì vào ngày hôm thứ tư khi ông đi đến cho trà và đang đi tìm kiếm cái sự vận động và gây quỹ. Tôi mới cần tiền. Tôi không có cần tiền cái kiểu tiền của bên phía đảng dân chủ có. Mọi người hãy nhìn lại đi. Bà Hillary Clinton lúc mà so găng với tôi, bà gây quỹ được nhiều hơn tôi nhưng mà cuối cùng ai thắng Ờ tôi không có xua sure là ai thắng cái kỳ bầu cử đó nha đó là cái cách mà ông châm biếm về cái chiến dịch tranh cử của clinton như vậy và và ông nói rằng là Hiện nay Đảng Cộng hòa cũng đang có những cái tiến bộ trong cái việc gây quỹ là những cử tri Cộng hòa đó cũng đang mong muốn một cái làn sóng thay đổi, họ mong muốn có sự thay đổi, những người giàu ở trong nước Mỹ cũng đang muốn có sự thay đổi, những người nghèo và tầng lớp trung lưu của Mỹ cũng đang muốn có sự thay đổi và vì vậy tất cả giàu hay nghèo hay trung lưu đều ủng hộ cho cái chiến dịch tranh cử của ông là làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, đó là lời tuyên bố của tổng thống. Còn thực sự đằng sau những cái lời tuyên bố đó như thế nào á thì chắc là ông cũng hiểu và nhưng nói về chuyện gây quỹ thì ông thống đốc Florida ông Ron DeSantis thưa quý vị quý vị nhớ là Ron DeSantis á, hy vọng là có thể thay thế ông Trump để mà ra đại diện cho đảng cộng hòa và cuối cùng đã bị thất bại thì cuối cùng Ron DeSantis đã rút lui bởi vì không nhìn thấy con đường thắng và đã lên tiếng là ủng hộ ông Trump nhưng mà từ khi lên tiếng cho tới nay á là Ron á, trái với những cái chính trị gia những cái nhà lập pháp bên phía đảng cộng hòa là thường xuất hiện bên cạnh ông trong các cái kỳ mà đi vận động rally radexantis là không có xuất hiện bên cạnh ông trump trong bất kỳ một cái sự kiện nào hết á. Nhưng mà rất là ngạc nhiên thưa quý vị, vào hồi thứ bảy vừa rồi nè, ông thống đốc Florida ngay tại cái căn cứ sào huyệt của ông Trump là Malago ở Florida luôn. Thì vào ngày thứ bảy, ông Trump có một cái sự kiện gây quỷ ở dinh thự Malago. Thì ông Ron DeSantis cũng có một cái sự kiện gây quỷ và gặp gỡ những cái nhà tài phiệt ở Florida. Nhưng mà trong cái sự kiện này nè, Ron DeSantis có sự tham dự của bà Casey là phu nhân của mình đó và đã đưa ra một cái thông điệp gửi đến những cái nhà tài trợ đó là Ron sẽ cùng gây quỹ để giúp cho ông Trump có thêm tiền, có thêm lực để mà thực hiện cái chiến dịch tranh cử của mình. Không biết thực hư cái lời tuyên bố này đến bao xa và thực tâm là Ron DeSantis có muốn điều này hay không. Nhưng mà nhiều chuyên gia về chính trị họ nói là có thể Ron DeSantis đang biết rằng là cái base của ông Trump trong đảng Cộng Hòa vẫn còn lớn. Nhưng mà Ron đang đặt những cái nền móng, không phải là cái cuộc bầu cử 2024 nó qua rồi, xong cho Ron rồi, mà Ron vẫn đang tiếp tục là giữ một cái tiếng nói của mình đối với những cái nhà tài phiệt ở bảo thủ và để phục vụ cho cái cuộc tranh cử năm 2028. Biết đâu thưa quý vị, năm 2028 người dân Mỹ sẽ được nhìn thấy là Ron DeSantis so găng với lại thống đốc California đây là ông Gavin Newsom. Lúc đó thì nước Mỹ có lẽ sẽ vui cử tri, có lẽ sẽ hào hứng hơn là bây giờ nhiều người thậm chí đến thời điểm này vẫn còn than với chúng tôi là nhìn qua Canada đi có thấy cái ông thủ tướng Justin Trudeau trẻ măng nhìn qua khối bắc Âu đi thấy người ta cấp tiến không những cái lãnh đạo những cái tổng thống những cái thủ tướng toàn là trẻ măng mà trong khi đó nước Mỹ vẫn đang bị stuck với lại hai ứng cử viên già nua biết rằng người ta nói là đi thì hỏi người già mà về nhà hỏi con nít nhưng mà nước Mỹ thì vẫn bị stuck với hai chính trị gia già nua và một vị thì khó quá nhiều kịch tính với những cái mất mứa ở tòa án như thế này thì đó là câu chuyện liên quan đến ông Trump và tại Malago nhưng mà tại Malago đây thưa quý vị vào hồi thứ sáu tuần này sẽ còn diễn ra một cái sự kiện nữa mà mọi cặp mắt đang đổ dồn về Malago đó là ông chủ tịch Hạ viện ông Mike Johnson sẽ thân chinh, sẽ cầu thân đi đến Malago và tham dự một cái buổi họp báo chung với lại cựu tổng thống Trump để làm gì? Để nói về tính chính danh của bầu cử nhắc tới Mike Johnson, quý vị nhớ là vào cái bầu cử năm 2020 đó, ông này cũng tập hợp cái lực lượng rồi cũng viết thư lên tòa tối cao là yêu cầu không có chứng nhận kết quả bầu cử của những cái tiểu bang chiến trường. Nhưng mà Mike Johnson, đưa quý vị, chắc phần nhiều trong thâm tâm ông cũng cây cứu, không biết là mỗi đêm ông sẽ nói với người vợ của ông về cái việc mà ông Donald Trump đã can dự quá sâu quá sâu vào cái việc điều hành của ông ngay tại Hạ viện bây giờ. Ở phần 1 chúng tôi có nói đó, chỉ trước chỉ có vài giờ trước khi mà cái đạo luật visa cho phép là lực lượng tình báo được quyền thu thập thông tin ở nước ngoài đó được đưa ra để mà gia hạn nó trước khi hết hạn vào tuần sau. Ông Trump chỉ cần đưa ra một câu ngắn gọn, kill visa và ngay lập tức cái đạo luật này Mike Johnson tẻn tò không thể thông qua. Rồi sắp tới đây, ông Mike Johnson phải thông qua cho bằng được cái đạo luật viện trợ cho Ukraine mà ông Trump đã chỉ đạo là không được viện trợ cho Ukraine dù chỉ một xu và Mike Johnson đang phải vấp phải một cái sự chỉ trích rất là lớn của dân biểu MAGA, cụ thể là bà Marjorie Taylor Greene vào ngày hôm thứ tư đó. Ông Mike Johnson đưa ra một cái câu ông hứa hẹn, ông nhá cho những thành viên bên phía Đảng Cộng hòa là vào thứ sáu này tôi sẽ đến Malaga, tôi sẽ gặp Thái thượng hoàng Donald Trump để nói về tính chính danh bầu cử để mà xoa dịu những cái thành phần maga đang bất mãn với ông nhưng mà ông cũng đưa ra cái lời cảnh báo nếu như bây giờ mà trút phế tôi ra khỏi chiếc ghế chủ tịch hạ viện thì chắc chắn là đảng cộng hòa sẽ có vô số những cái hỗn loạn hiện nay và sẽ không có fix được nữa và nó sẽ hoàn toàn là bị đổ vỡ. Nhưng mà nói thì nói thế, nhưng mà trong dạ thì Mike Johnson rất là rung và nó thể hiện là vào thứ sáu tuần này, ông sẽ thân chinh đi đến Malago để mà cầu thân, để mà tuyên bố nói gì về cái cuộc bầu cử, về những cái tính chính danh và một cuộc bầu cử. Nói về cái chuyện tính chính danh bầu cử, quý vị nhớ là trong suốt cái thời gian gần đây, chúng tôi đã đưa tin là những cái giới chức trong đảng cộng hòa đó là những đồng minh thân cận với ông trump đó mà đã gặp rất là nhiều những cái rắc rối người thì bị tù đầy Người thì bị nợ ngập đầu phá sản, người thì bị tước bằng luật sư cũng liên quan đến những cái thuyết cho là bầu cử gian lận, bầu cử gian lận. Người không bị những cái cảnh đó và bị chỉ bị trút phế thôi, không còn giữ chiếc ghế nào trong đảng Cộng hòa nữa. Ví dụ như bà Donna McDaniel trước đây thì cứ thao thao nói bầu cử 2020 là gian lận. Để rồi sau khi bị ông Trump trút phế ra khỏi chiếc ghế chủ tịch của đảng Cộng hòa toàn quốc thì bắt đầu quay xe và nói lên những cái tiếng nói từ trong trong cái thâm tâm của mình. Không, bầu cử năm 2020 là chính danh, ông Biden là tổng thống chính danh và bà không đồng ý để mà thả những cái người bạo loạn sáu tháng giêng ra khỏi tù như lời ông Trump hứa hẹn. Ngay cả chính vị thẩm phán mà xét xử cái hồ sơ truy tố ông Trump ở mức độ liên bang trong cái chuyện bạo loạn 6 tháng giêng đó thưa quý vị. Bà thẩm phán đã nói một cái câu như thế này nè là bà không đồng ý là dán nhãn cho những người bạo loạn quốc hội chính là những cái tù nhân về chính trị và những người yêu nước. Thế thì ông ông chủ tịch Hạ viện ông Mike Johnson nhiều người tự hỏi không biết là thâm tâm của ông có thực sự đồng ý với ông cựu tổng thống hay không nhưng biết là bề mặt ông đang gặp khó trăm bề và có thể mất luôn cái chiếc búa chủ tịch hạ viện cho nên ông phải nghĩ nhiều cách để mà ông xoa dịu ông trump và bên cạnh đó thưa quý vị ông dân biểu cộng hòa là ông tom emmer đã từng được đưa ra bỏ phiếu để bầu lên vị chủ tịch nhưng mà sau đó ông Tom Emmer thì mắc bệnh ung thư và không thể đi tiếp được. Và bây giờ ông Trump đang có ý nhá là hãy ủng hộ cho Tom Emmer trở thành chủ tịch Hạ viện và chính vì điều đó đã làm cho Mike Johnson lo ngay ngày Và trong nhưng mà bên đảng Dân Chủ cũng đang có những cái lo thưa quý vị. Họ không phải là lo là chuyện là ông Trump đã gây quỷ được rất là nhiều mà họ lo về chuyện là ông Trump bắt đầu đưa ra những cái tuyên bố mà nó moderate, nó trung dung hơn và có thể là nó sẽ hút được những cái lá phiếu của cử tri trung dung, cụ thể là của những người phụ nữ. Câu chuyện chắc đến giờ này quý vị đã biết về những cái tuyên bố của ông Trump đã quay xe trong cái chuyện là những cái đạo luật chống phá thai. Những người mà lãnh đạo cho những cái tổ chức chống phá thai đó họ cũng phản ứng với ông Trump lắm. Ngay cả phó tổng thống Mike Pence cũng nói là cái lời tuyên bố của ông Trump không có muốn đưa cái đạo luật cấm phá thai được nâng lên áp dụng cho toàn quốc. Đây là một cái tác vào những cử tri đã từng bỏ phiếu cho ông Trump 2016, 2020 vì nghĩ rằng ông sẽ ủng hộ cho chuyện cấm phá thai. Chính ông đã từng tuyên bố là ông có credit trong việc tối cao pháp viện đảo ngược cái luật Roe v. Wade nhưng mà rồi thưa quý vị ông trump tính toán tới cái cục diện của cuộc bầu cử ông không thể mất lá phiếu của cử tri độc lập và đặc biệt là cử tri nữ cho nên ông tuyên bố là chuyện cấm phá thai hãy để tiểu bang giải quyết thậm chí vào ngày thứ tư mới nhất đây thưa quý vị arizona cũng vừa thông qua một cái đạo luật cấm phá thai mà nó rất là hà khắc phải nói là nó nghiêm khắc nhất ở trong nước mỹ luôn ông trump được hỏi là nếu như ông đắc cử tổng thống và cái đạo luật này nó được thông qua ở quốc hội và chuyển đến bàn của ông ông ký không ông nói no và ký giả đã hỏi hai lần ông vẫn nói no ông không có ký cái đạo luật này và chính vì điều đó thì làm cho những cử tri mà theo kitô giáo và đặc biệt là những cái tổ chức mà cấm phá thai họ cảm thấy thất vọng nhưng mà cử tri bên phía những cái chính trị gia và chiến dịch tranh cử bên phía dân chủ á, thì cảm thấy lo, lo là ông Trump bắt đầu đổi gió và ông tiến về phía trung dung để mà hốt được cái lá phiếu của cử tri độc lập. Nhưng mà nhiều chuyên gia về chính trị và tranh cử họ nói thế này thưa quý vị là cái sự tính toán của ông để mà giữ phiếu của cử tri nữ, nhưng nhiều khi lợi bất cập hại, ông lại mất đi lá phiếu của những cử tri Kitô giáo và những cái cử tri mà bảo thủ vốn lên án cái chuyện là cho phép phá thai trong nước mỹ thì với cái quyết định này của ông trump có thể họ sẽ suy nghĩ lại và họ không có tiếp tục bỏ phiếu cho ông trong cái kỳ bầu cử sắp tới thì tưởng là sẽ được nhưng cuối cùng lại thua chúng ta không biết nhưng mà hãy chờ vào tháng 11 sắp tới đây. Nhưng chắc chắn như vậy thì vấn đề về di dân, vấn đề về kinh tế và vấn đề về đạo luật cấm phá thai sẽ là một trong những cái vấn đề hàng đầu mà cử tri khi bước vào phòng phiếu họ sẽ cân nhắc. Và vừa rồi là một số tin tức đáng chú ý của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.